Vâng, chào bạn, tôi là bác sĩ Yên ở nha khoa Minh Châu và chúng tôi có một niềm vui muốn khoe đến các bạn, đó là một khách hàng ở nha khoa Minh Châu tiếp tục theo một cái, và tôi muốn các bạn xem cảm nhận của cô đấy trước trong quá trình làm chỉnh nha ở đây là như nào, và tôi cũng sẽ gửi các bạn đến hình ảnh trước và trong quá trình làm. Vâng, xin mời các bạn. Vâng, đó là những cảm nhận của ngành hàng. Còn bây giờ tôi muốn các bạn xem hình ảnh ban đầu kết thúc nó như nào. Vâng, xin mời em quay cái váy ra cho mình. Vâng, tôi muốn các bạn xem một chút. Mấy lần trước tôi quay nhưng mà tôi không có hình ảnh ban đầu, nên là nhiều bạn thắc mắc, nên hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn. Đây, vâng, hình ảnh ban đầu của cô đấy ạ. Răng lệch lạc và nó không nằm trên một đường thẳng và có xu hướng cắn sâu. Rất tiếc là hình ảnh ban đầu tôi lại bị thất lạc, và đây là trên mẫu hàng nó bị sứt một chút, nhưng mà cũng có thể bạn thấy là cái mức độ cắn sâu ở ca này gần như là hàm trên là cắn trùm gần như hết hàm dưới. Vâng, và hình ảnh đây là hình ảnh răng của bạn đấy chuẩn bị tháo. Bạn thấy mức độ đều của cái cung răng khá là tốt. Vâng, và đây là hàm dưới khá là đều. Khớp cắn cái này thì tôi cũng muốn các bạn xem một chút. Vâng, cũng khá là mì màn ở cái khớp cắn của cái ca này. Ca này thì tôi chấm được khoảng 8,5 điểm so với độ mì màn, và một ca gọi là mì màn và tuyệt đối thì ca này mới được 8,5 điểm thôi. Tôi yêu cầu khá là cao. Vâng, và đây là khuôn mặt của bạn đấy. Bạn thấy sự vui vẻ của cô đấy, và đặc biệt là cái mặt nghiêng. Đó là cái mặt mà đánh giá là cái sau chỉnh nha thì nó đạt thẩm mỹ ở mức độ nào. Nhưng mặt nghiêng mặt này thì tôi chấm được phải được 9 điểm. Vâng, và đó là kết quả của khách hàng trước và sau khi làm. Các bạn đang quan tâm đến chỉnh nha thì nhớ inbox hoặc comment cho chúng tôi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.